Phát, từ từ. Thế bây giờ lỡ một ngày mà anh hết tiền, anh muốn rút cái tờ tiền này ra anh tiêu thì sao? Thì lọ băng keo ra với lau nó ra màu đấy. Thế lau cái này có sạch không? Dạ. Có chắc không? Thì em thử lau hộ anh xem nào. Lau phát là bay thì. Xem nào, chân dung Bác Hồ. Thôi thế thì chỗ nào gần hoàn thiện thì đây, chỗ lau chỗ này luôn xem nào. Đấy, phát đấy. Ôi dồi, sao lau dễ thế? Thôi, phải tiếp đi. Rồi, ok, yên tâm rồi nhá. Thế là lúc nào cần thì vẫn rút ra tiêu được anh em ạ.